nếu mà cháo kho hoài lại chảy nha. Dạ. Đồng là nhiệt độ của nó cao. Này đồng đỏ. Luộc nè. Siêu công nghệ luộc nè. Còn thép thì người ta lại kêu chui. Cái này không có kêu chui. Thép mà cháu chơi kiểu này cháu nhúng vô nước hoặc là dầu này nó cứng. Hồng lên ở đây. Dạ. Trời mẹ nó thật không. Tiếng mới đợi mấy người thợ hàng. Cháu ra cho mẻ được. Ra dạ. Ra là nó mềm như vàng không bốn á. Này bữa nào chúng ta mua cái đầu cò nó mấy chục ngàn. Hồng lên nó hồng lên nó màu cũng đẹp chứ. Đẹp. Đó, thấy chưa? Hồng thấy chưa? Có cảm giác nó chạy 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 ha. Đỏ lên. Rồi nhúng xèo. Rồi là xong.